Kính chào quý bà con. Trong video hôm nay, Tiên gia đình xin giới thiệu đến quý bà con cây dừa sim lùng trái trần nha bà con. Đây Tiên đang quay cận cảnh cây dừa sim lùng trái trần này cho bà con xem nha. Đây là nó đang đâm rễ nè. Cây rất là khỏe đẹp nha bà con. Lá nè, xanh mướt mùng một luôn nha. Đây là rễ nó đang ra nè. Cây dừa sim lùng mà Tiên đang quay cho bà con xem á, thì nó đang cao khoảng là từ cái gốc này lên tới lá là khoảng, để Tiên đo, ba là khoảng 3 gang tay, Tiên nó lên tầm khoảng là 4 tấc, nó mới phát cử nha bà con. Để Tiên đứng xa cho bà con xem nha. Và thời gian cho trái của cây dừa sim lùng này á, nó sau khoảng 2 năm đến 2 năm rưỡi trồng nghe bà con. Và đặc điểm nổi bật của nó là cây dễ trồng, dễ chăm sóc. Và cái nước từ trái dừa sim lùng này á, uống rất là ngon và ngọt nha. Đây để Tiên quay cận cảnh cái lá của nó cho bà con xem nè. Cái lá nó rất là đẹp luôn nha. Và để biết thêm chi tiết về giống cây dừa sim lùng này cũng như là những giống cây ăn quả khác, thì quý bà con hãy gọi về số điện thoại là 0343434651 để được tư vấn nha bà con. Hoặc là bà con có thể kết bạn Zalo với số đó để Tiên gửi những hình ảnh nè, video, cũng như là gọi trực tiếp để cho bà con xem những giống cây ăn quả mà bà con đang cần nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào bà con.